bữa nào bạn giả bộ bạn đi vô phòng gym bạn hỏi ba gai gì thôi, mà hỏi thẳng luôn, giờ xe xe em anh đây lỡ dạy người ta có bị quấn không em? Phòng gym nó tập nó ghét thằng đó nó nghỉ à, nó không ghét chủ mà nó ghét thằng tập trung, cái nó nghỉ. Tự nhiên vì bạn mà tôi mất đóng khách, bạn vô bằng bá là bằng cua, cua ghét nghỉ hết trơn, còn mình bạn tập rồi, đúng không? Cái đó bạn đập nữa nha. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog thường nhật của Duy Nguyễn. Dạo này Duy Nguyễn tập trung quay vlog rất là nhiều các bạn. À, chờ chút nha, nhắn tin cho đầu bếp coi tối nay làm món gì. Nay ăn món gì ta? À, nghêu hai còi hấp thái. Nghêu hai còi hấp thái. Ốc bu hoặc ốc đỏ nướng tiêu xanh. Món thứ ba thì nên món là cái gì? Tôm sú nướng muối ớt. Nói chung là dạo này anh giảm cân mấy em. Anh giảm cân nên gọi là ăn uống rồi nó vậy đó, nó đơn giản thôi. Chứ nói thật sự với em á, cái trên cương vị anh là một giám đốc doanh nghiệp thì thường thường anh đi ăn với đối tác, anh đi ăn với bạn bè đó là những cái nơi mà nó cao sang. Nói chung là nhiều khi mình thấy mình cũng yêu nước dữ lắm em. Mấy em dám bỏ ra 5 triệu ăn bữa không? Nope. Mà cái chuyện đó đối với anh nó bình thường. Wow, mạnh dữ. Ăn vậy Duy cảm thấy rất là tốn kém, tốn phí. Bởi vì sau này ai mà rủ đi ăn nó là tao bận rồi. Bận gì? Bận tập gym với bận quay vlog cho mấy em nè. Sau tập mấy em mệt lắm. Chỉ cho tụi em luôn, thời gian sau tập mình uống là bộ ba rất là ok nha. Rất là ok, công thức 2 ISO của anh Duy vẫn duy trì. Nói thiệt nhưng mà với mấy em á, nhiều khi anh uống là uống quay nó cũng rẻ. Quay này rẻ bèo. Ủa? Trời chút mệt quá. Uống cái này xong á, cái cảm giác nó tăng tăng, nó chóng mặt, nó say sẩm, nó lân lân. Đi quýnh pizza tí quyền đã đó mấy em. Và hôm nay anh làm một cái vlog về thể hình nha. Nói xe nhiều quá mấy em tuổi thân. Mấy em cứ nói anh Duy Nguyễn ơi, em là sinh viên không mà anh nói toàn xe hơi không mà em tuổi thân quá. Được. Ok. Hôm nay sẽ nói một cái video về chủ đề gym. Khi mà tụi em đi tập gym á, chúng ta nên đóng gói dài hạn hay gói ngắn hạn. Cái đó là cái mà chúng ta phải phân tích vấn đề. Cách đây chừng mười mấy năm á thì không có gói gym nào gọi là gói dài hạn. Nhưng mà bây giờ nó nhiều lắm em. Những cái phòng gym lóc cóc ở ngoài đường có 400-500 triệu nó cũng chơi theo mô hình kinh doanh này nữa. Tại vì đây là một cái mô hình kinh doanh nó rất là phổ biến. Thì sẽ có cái đội ngũ sale. Phòng gym nào cũng có đội ngũ sale nó vô nó tư vấn bạn một đống gói rất là rối nồi. Mà nói chung là sale là được đào tạo rất là bài bản. Sale là phải gọi là tung quả mù làm cho khách hàng choáng váng. Đó. Xong rồi bút xa gà chết. Thì nói chung là trong vấn đề sale phòng gym á, nó sẽ có rất là nhiều cái thủ thuật. Nhưng mà nói rồi, cái quan điểm, cái triết lý mà làm ăn của anh Duy Nguyễn á, trong phòng gym á, là sale là phải là người truyền đạt cho khách hàng biết là công ty có những cái dịch vụ gì. Chứ không phải là sale mà đi tung hỏa mù khách hàng chém gió tùm lum tùm la. Đúng không? Ở trên thị trường nó có chiêu sale rất là mất dạy. Cái đó là mềm nắng rắn bu. Ngu thì tao chặt tao chém, khôn thì tao giảm giá. Đó là những cái mô hình kinh doanh mà anh cảm thấy nó lừa đảo khách hàng quá. Nó lừa đảo khách hàng lắm. Bởi vì trong công ty của anh nó không bao giờ cho phép cái mô hình kinh doanh nó tồn tại. Nếu mà mấy bạn khách hàng nào mà tập ở hệ thống gym THL Gym Center của anh Duy Nguyễn bất kể quận nào mà thấy có thằng sale nào có mồi á, các bạn nhắn tin trực tiếp Facebook cho anh, cảm ơn các bạn. Thường lắm các bạn. Ở trên chủ trương đường lối chính sách của công ty đưa ra nó rất là đúng, rất là hay mà rất là đẹp. Mà đôi khi á, nhân viên cấp dưới làm tầm bậy tầm bạ mang uy tín chết mẹ luôn mấy em. Mang uy tín dữ lắm luôn á. Bởi vì cuộc đời của anh bị mẹ đó nhân viên nó đâm biết bao nhiêu nhát luôn. Đâm mình không biết nó đâm luôn mấy em. Tự nhiên nó ổn Duy Nguyễn ơi sao bán hàng kỳ vậy? Ủa hàng gì kỳ em? Tự nhiên sao tự nhiên anh không có phân phối hàng này mà nó bán vậy? Cái đó thằng nào bán?
Trời ơi, má đưa tin nhắn ra buồn thúi ruột luôn. Buồn lắm nha. Bởi vậy là chủ doanh nghiệp á, thì hầu như thằng nào nó cũng dính cái bài như anh. Một đống thằng ở dưới nó làm ăn rất là bậy bạ, rất là bậy bạ mà doanh nghiệp nó mang tiếng, trong khi thương hiệu của anh Duy Nguyễn gầy dày công xây dựng. Nó hiểu không? Trải lòng lắm nha. Nói lại vấn đề gym, cái mô hình á, ngắn hạn với dài hạn nó không có sai, nhưng mà sai là sai cái cách tụi nó làm. Em hiểu không? Sai là sai cái cách tụi nó làm. Nếu mà tụi nó làm đàng hoàng, tụi nó làm minh bạch, nó làm ok thì chả vấn đề để nói cả. Tại vì trong công ty của anh cũng có gói dài hạn, có ngắn hạn mà. Gói ngắn hạn là 1 triệu đó, một tháng. Gói dài hạn là 400 ngàn một tháng, đúng không? Thì mà khi mà các bạn tại sao phải chọn gói ngắn hạn và tại sao phải chọn gói dài hạn, mà khi chọn gói dài hạn chúng ta chú ý những cái gì? Thì gói, cái gói công ty nào á, nó cũng muốn có được cái khách hàng gọi là khách hàng VIP, khách hàng VIP, khách hàng mà gọi là long membership, đúng không? Thí dụ như anh Duy bây giờ kiếm khách hàng đóng 3 năm vô đây, là 3 năm người ta gắn kết với môi trường của BBT, thì anh Duy không có cần phải tốn nhân sự, đúng không? Không cần phải tốn nhân sự, tốn này tốn kia để mà gọi là anh Duy chăm sóc khách hàng đó nữa. Như vậy thì cái chi phí nó phải giảm. Và thí dụ như anh Duy cầm luôn cái cọc tiền 3 năm, tính coi, năm 400, uống tháng 400, 400 nhân cho 3 năm là 36 tháng bằng 14 triệu 400, đúng không? Anh cầm cọc tiền vậy 14 triệu 400, một ngày có chừng 10 khách vậy thôi là anh cầm hết 144 triệu rồi, đúng không? Yes, đúng không? Thì cái đó là cũng là cái lợi cho anh Duy Nguyễn cầm tiền đó. Anh Duy Nguyễn đưa mua mạc 7 tỷ, chứ còn bây giờ anh Duy Nguyễn gom bạch cắt thì biết chừng nào mới mua được mạc 7 tỷ. Nhưng mà phải đổi ngược lại, cái đó là cái lợi cho anh Duy Nguyễn, cái lợi cho công ty, thì cái lợi cho khách hàng nó phải là giảm giá. Thì cái chính sách đó nó bình thường và nó công bằng cho cả hai, đúng không? Còn bây giờ các bạn tập từng tháng á, thì các bạn phải đóng 1 triệu. Mà các bạn đóng 1 triệu vậy, xong tháng các bạn renew, xong tháng các bạn renew. Nhưng ai biết đâu bạn tập tháng này xong rồi bạn chê phòng anh Duy nhiều gái mông to quá, làm em phân tâm em tập được em nghỉ. Thì có phải là bạn là khách hàng ngắn hạn không? Khi mà bạn là khách hàng ngắn hạn như vậy á, thì công ty á muốn renew bạn phải tốn con sale nữa. Con sale nó ra nó renew, nó renew cái case của bạn, mà trong khi cái case của bạn nó có 1 tháng à. Thì sau 1 tháng nó phải tốn nhân sự công ty, nó đổ vô đó. Tức là chi phí quản lý công ty. Nên 1 triệu đúng rồi, không than. Không than nha mấy em. Bây giờ cái vấn đề đặt ra ở đây á, là các bạn nên mua gói 1 tháng hay là mua gói 1 năm hay là mua gói 3 năm. Cái đó tùy thuộc vào kinh tế. Nhưng mà mình nói một câu cho nó công bằng và nó khách quan cho cả người bán lẫn người mua, là các bạn nên mua gói dài hạn. Nhưng phải coi cái thằng nào bán cái này. Cái này quan trọng nha bạn. Mua gói dài hạn nhưng mà coi thằng nào bán. Thí dụ như bây giờ bạn cầm cái cọc tiền ra 14 triệu 400 ngàn này bạn đóng cho một cái đối tác nào đó, thì bạn phải coi cái đối tác đó có độ uy tín hay không, và thằng sale đó nó có uy tín hay không. Rủi mà bây giờ bạn bút xa gà chết, nó vô nó sale bạn, mới đầu tiên nó đục, đúng không? Có thằng xe nó đục như nè, một tháng 1 triệu thôi anh, giờ đóng một tháng 1 triệu, bây giờ anh đóng 3 năm đi, anh đóng 3 năm đi giảm cho anh luôn, em xin xếp đồ này nó giảm cho anh còn 600. Nó làm ra rẻ rẻ nguy hiểm lắm bạn. Nó làm ra cái rẻ đồ xin xếp này nọ, trình bày này nọ, ABC các kiểu, rồi tối về nó gọi điện, nó trời em năn nỉ xếp chết luôn, xếp mới đồng ý đó anh, thôi ngày mai em đăng ký giữ chỗ giùm em nha. Cái đó là cái bài sale, cái đó là cái bài sale. Tôi khẳng định với bạn, không có thằng xếp nào nó khùng mà nó tham gia vô cái này hết, đúng không? Cái đó là cái bài sale nha các bạn. Nên có những cái chỗ giá của nó nhảy tùm lum tùm la hết rồi. Bởi vì tôi mới nói bạn là cái thằng nào mà yếu nó đục, thằng nào mà mạnh nó nhả. Ví dụ như giờ không riêng trong game, ví dụ như hũ quay đi, bán là 999.000 bao ship, gặp thằng ngơ nó chém 2 triệu biết gì đâu, đúng không? Nó chém 2 triệu gặp thằng kia rành quá, thôi bán mà luôn 700. Ngoài thị trường có kinh doanh vậy không? Đó. Còn ở công ty BVT của anh nha, một là một, hai là hai nha, có kiểu đó à. Kinh doanh đó ghét cực kỳ luôn mà. Nhiều khi mấy thằng sale nó cũng làm ăn, nó cũng hơi láo á. Bạn cái gì mà lạ lạ đó thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với mình để mình chấn chỉnh lại đội hình nha. Đó là cái vấn đề sale mà giống như nó nhảy giá. Bây giờ đó, cái chỗ đó đó, bây giờ mình coi tiếp nè. Cái chỗ đó nó huy động một cái lượng tiền lớn như vậy 3 năm,
thì bạn bây giờ bạn xác định coi 3 năm liệu nó có phá sản không ta. Nếu mà bây giờ nó phá sản thì nó đền bù mình theo cái hợp đồng nào. Chứ xảy ra những tình trạng rồi, đúng không? Phòng gym á, nó thu, nó quy động vốn xong nó bán phòng trong đêm luôn, ngày mai khách tới tập đóng cửa, khách giờ kêu rời, giám đốc trốn qua Mỹ rồi, ví dụ vậy. Nó nên cái gói dài hạn hay gói ngắn hạn thì bạn tùy thuộc vào cái độ uy tín của cái đơn vị cung cấp gym cho bạn. Thì thường mình ưu tiên cái gói dài hạn để mình có một chiến lược lâu dài. Bạn tập gym phải bạn tập một tháng, đúng không? Bạn phải tập nhiều tháng. Còn nếu mà bạn muốn trải nghiệm phòng gym á, thì thường bạn chọn gói ngắn hạn. Bạn chọn ngắn hạn thì nó mắc, bạn tập tháng chỗ này, bạn tập tháng chỗ kia, bạn tập tháng chỗ nọ, bạn tập tháng chỗ kia nữa. Thì bao giờ cũng vậy thôi à. Khi mà ngắn hạn thì nó sẽ rất là đắt. Vậy thì bạn nói là bây giờ tôi chưa có biết được cái dịch vụ chỗ đó nó làm sao hết á. Nhiều khi nó chém gió thôi, nó chém gió thôi, thì tôi phải xử lý thế nào? Có cách giải quyết luôn. Thí dụ như bạn vô BBT của tôi đi, bạn nói anh Phi Nguyễn này chém gió, khoe nhà, khoe xe chứ nó chả con chó gì nè. Ok được. Thì bạn vô bạn đóng một tháng đi. Bạn đóng một tháng đây chi để trải nghiệm. Đóng một tháng trải nghiệm triệu đó, được thì tập tiếp không được đi. Đúng không? Được thì tập tiếp không được đi. Cái đó công ty còn mừng nữa, tại vì thu được triệu của bạn mà. Đó, nhưng mà bạn vô đây bạn tập một thời gian á thì hầu như á là nhân viên sale membership á sẽ renew. Sẽ renew lại bạn. Tức là bạn tập một tháng nhưng mà bạn tập chừng 3 ngày là bạn biết chỗ này nó làm sao rồi, đúng không? Bạn tập 3 ngày bạn vô bạn thử tạ thử máy cũng toàn là máy Mỹ không à. Cái nào cũng lấy 80 triệu rồi cũng tạ đâu, cái mặt con lát hơn mặt mình nữa. Đúng không? Toilet thơm hơn cái nhà mình nữa. Trời ơi, cuộc đời mình chưa biết bao giờ tiểu trong một tiểu 26 triệu ra làm sao hết. Giờ tiểu xong mà không muốn kéo phòng của tia luôn. Đúng không? Nếu còn gái vô tập tay xong hơi hồng ngoại đẹp quá trời đất ơi, đi cái spa kia chả có xong hơi hồng ngoại luôn. Vô trong phòng gym Duy Nguyễn tập có 500 ngàn, 400 ngàn tháng. Gói trai ồ có 1 triệu 1 tháng à, được xong hơi hồng ngoại. Không được tắm này nọ, chụp hình selfie rồi nọ, không gian đẳng cấp sang trọng. Lúc này nó là bạn thấy ok rồi, lúc đó là khách là sale lên renew bạn liền. Thôi giờ anh bù thêm mấy trăm đi thành gói 3 tháng, hoặc là anh bù thêm vài trăm thành gói 6 tháng, gói 1 năm đó. Nên khi mà tập gym á là các bạn chọn một cái môi trường tập, nó quan trọng. Cái môi trường tập á thì nó không những là thiết bị như thế nào, giờ thời gian mở cửa, giờ giấc nó ra làm sao, nhưng mà nó còn là cái môi trường văn hóa nữa, đúng không? Thí dụ như các bạn tập ở những cái nơi á mà cái môi trường của nó mở mỏ ra nó chửi thề không mà nó phun nước bẹp bẹp bẹp, đúng không? Đứng lên nắp thằng nào nấy không biết có thơm không, gồng cạch cạch gì không, rồi nó cũng hơi căng đó. Vậy thì quay lại cái chủ đề là bây giờ gym một tháng hay là nhiều tháng thì post cho bạn nhiều tháng ở BBT. Tại sao? Tại vì căn bản là nhiều tháng ở BBT bạn có lợi hơn. Bạn chỉ cần bỏ ra hơn 14 triệu về sinh má đi, tập 3 năm. Đúng không? Bạn học đại học 3 năm nhiêu tiền? Các bạn học đại học 3 năm bao nhiêu tiền? Bèo nhất năm 30 đó. Ngày em họ tôi đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đó. Năm 30 tiền phí. Năm học kỳ gì quên rồi. Cứ cho lần năm đi. Mà bạn tập gym có nửa giá à. Đúng không? Vậy thì dò hỏi bạn giữa học chữ với giữa tập gym nào quan trọng hơn? Hai cái đó nó ngang nhau bạn. Đúng không? Bạn học chữ á, trong trường đại học á thì nó cho bạn tri thức, nó cho bạn kiến thức để kiếm tiền. Còn bạn tập gym á, nó cho bạn ngoại hình và sức khỏe để kiếm nhiều tiền hơn. Đồng ý chưa? Bạn phải đồng ý thôi. Bạn không cố cãi được. Bạn thấy ngoài đường đó, nhiều thằng nó giỏi thấy bà luôn. Học toàn loại U không à, điểm A không à. Lộn, giờ hôm nay nói chuyện Việt Kiều nhiều quá. Nó lộn, mà điểm gì, điểm 8, điểm 9 gì đó. Nhưng mà nó kiếm được nhiều tiền đâu. Tại nó sao, ngoại hình nó thấy ghê. Thằng mập ú con ốm nhách, ba dòng giặt trước giặt sau rớt hai ngóc, thế làm sao mà kiếm tiền được. Đúng không các bạn? Bạn có ngoại hình mà bạn không có đầu óc, bạn không có kiến thức thì bạn cũng bị hạn chế. Mà bạn có kiến thức, bạn không có ngoại hình, bạn không có sức khỏe, bạn càng hạn chế hơn. À, thì bạn phải cân bằng giữa cái đầu tư cho sức khỏe và cái đầu tư cho tri thức. Ví dụ giờ bạn vô đại học bạn học có ai đóng tháng không? Nope. Đúng không? Nên cái tư duy đóng tháng là tư duy nó không phát triển trong business được. Nó không phát triển được, nó có hại cho bạn. Tại nó quá mắc. Nó quá mắc và nó cũng không có hại, nó cũng không tốt cho cái người gọi là người đầu tư. Mà người đầu tư người ta gom bạc cắt như vậy, người ta gom mệt. Tốn nhân sự nó đều nó quản lý mấy cái đó nó đuối bạn.
đó. Nên cái gói mà long long business, gói long thơm đó đó, là nó tương đối nó ok hơn. Vậy xin tiền, xin tiền má nữa, 14 triệu đó, đóng 3 năm, còn không thì xin đại nhiêu, hình như 6 triệu 6 gì đó là đóng 1 năm đó. Rõ chưa? Thì mình xin tiền vậy thì mình đóng trong trong phòng gym bây giờ dịch vụ nó cũng gọi là nó đa dạng lắm bạn, nó cũng nâng cấp từng lần nó cho trả góp nữa. Trời ơi, làm ăn giờ cũng ghê lắm, bây giỡn đâu. Bây giờ gym làm ăn hơn bị bài bản á. Bạn đừng tưởng gym là gym của hồi xưa, cầm đồng tiền vô không có đâu, nhiều cái đó. Nếu mà các bạn làm chủ cả phòng gym mà các bạn không có điều hành được phòng gym tốt á thì cái doanh thu của bạn nó cũng cao. Đúng không? Cái đối tượng khách hàng của bạn nó cũng là lọt trà lọt chọt, cái phòng gym của bạn chả có thương hiệu, chả có danh tiếng. Nó khổ vậy đó. Bây giờ nó kinh doanh gym cũng khó, tập gym cũng khó. Đâu phải là bây giờ cứ bỏ đồng tiền ra kinh doanh gym là thành công đâu, chết cái nào quỷ ngoài. Đúng không? Mình dở đó, mình bị nó bào từ cái khâu mà mua máy là một nè. Nó bào thêm khâu thiết kế là hai nè. Xong nó bào thêm khâu điều hành nữa. Tôi nói bạn chết hết. Nhất là mấy cái thằng ảo tưởng đó. Không có ăn học ngày nào hết trơn, bị đặt mở ra làm chủ cả phòng gym. Chết liền. Không phát triển được, khẳng định với bạn luôn. Cuộc đời này không nào thương nào hết á. Bạn làm chủ bạn ngu nó bào à. Ai bào bạn? Thằng nhân viên nó bào đó. Nó nói ví dụ thấy bạn ngu ngu ngơ vô. Ủa mà này lộn đề tài mấy. Tại vì anh sật chật nghĩ ra thấy mình lộn nha. Bữa nay đề tài đóng từng tập thôi, cái đề tài kia hơi nhạy cảm. Mình không nên nói trước nha. Mấy bạn mấy em có yêu cầu thì mấy em comment ở dưới đi. Rồi anh xem xét trình bày. Xem xét trình bày. Vậy thì á, khi mà các bạn á đăng ký cái gói mà lâu năm á, cái gói 1 năm trở lên là kêu là gói lâu năm, thì bạn xem xét những cái quyền lợi sau đây. Thứ nhất, có bảo lưu kết quả không? Giống như mà học đại học mình lỡ mình có bầu thì mình bảo lưu đẻ xong rồi 1-2 năm học lại. Trời đất ơi, cãi đầu cái gì. Tao nói thiệt với mày, sinh viên bây giờ nó bầu bấy bá, đúng chưa? Thì tập gym vậy thôi, có bầu ai tập gym mày, giỡn hoài sẽ thai ai chịu, đúng không? Thì trong trường hợp mình là nữ, mình nên đăng ký tập gym tự nhiên xong cái mình có bầu, có bầu thì tôi đóng bằng 3 năm, không lẽ tôi có bầu 2 năm tôi mất luôn hả? Thì trường hợp đó giải quyết làm sao? Cái đó là bạn phải coi. Cái thứ hai á là có được đi du học không? Có được đi du học không? Du học là sao? Du học á là giờ tôi đóng vô 3 năm cho ông, rồi ông mở thêm 2-3 chi nhánh, tôi có được qua kia tập không? Đó. Cái đó là phải coi nữa nha. Rồi cái thứ ba, có được sang nhượng không? Thường sang nhượng khó lắm bạn. Chủ phòng gym không thích sang nhượng đâu, mệt lắm. Sang nhượng là giống như giờ tôi tập rồi xong giữa chừng tôi nghỉ, tôi sang nhượng vé cho thằng kia vô tập. Đó là những cái vấn đề tùy mô hình kinh doanh thôi. Tìm hồn kinh doanh thôi. Nhưng mà bạn nên quan tâm á, cái là bảo lưu, cái là bảo lưu với cái là du học. Tại cuộc sống mình nó có những này nọ bảo lưu, xong rồi có refund không? Refund là trả lại tiền. Nhưng mà cái này thường thường không ai có đâu bạn. Nó lấy tiền mà không giờ nó trả, đúng không? Trừ khi nào nó bị một cái lỗi lầm nào đó thì nó trả. Trong trường hợp mà quỹ hợp đồng thì sao nữa? Trong trường hợp quỹ hợp đồng, ví dụ như bạn có lỗi lầm gì đó thì nó quỹ hợp đồng với bạn. Ví dụ như giờ bạn nói bạn vô đây bằng tập 3 tháng, ủa lộn, mà vô đây tập 3 năm, mà đóng tiền tập 3 năm. Rồi xong rồi cái bạn vô bạn bào, bạn thấy mấy thằng kia nó làm BT, bạn vô là bạn làm BT chui, đúng không? Bạn làm BT chui bạn kiếm tiền, thì cái đó là bạn chơi chó, nó đập bạn đúng rồi. Đó. Rồi xong rồi trường hợp đó nó quỷ hợp đồng với bạn, bạn đòi tiền nó đập bằng phù mỏ luôn á. Cái này là có nha mấy em. Bởi vậy có mấy thằng nhỏ nó ra đời làm ăn không biết luật mấy em. Cái chỗ phòng gym ta mở ra, ta kinh doanh BT ngon lành, ổng đâu bài bài vô đóng 3 năm. 3 năm xong rồi vô tập gì vậy, mình giả bộ nhiệt tình lắm, chỉ mày chỉ kia tùm lum la trơn à. Xong cái về nhắn tin gạ. Em ơi em, tướng thằng BT trong phòng nó mới đẹp bằng anh đâu em. Anh đẹp hơn nó nè, em đóng cho nó nhiêu vậy, 10 triệu đóng anh 8 triệu thôi. Anh dạy em từ A tới Z luôn. Wow. Sau nó đuổi một cặp. Nói sao xui. Anh nói thiệt với bạn á, trên mạng này nó nhiều lắm. Ở ngoài đường nó như vậy không á. Thường thường nó bị đuổi nhau, xong lên mạng nó bóp phốt nhau tùm lum á. Nó nói phòng game này chơi chó, phòng game này đánh người tùm lum á. Tôi đỡ tạ cho nó thôi mà nó quýnh tôi. Phòng game đâu có khùng mà. Đúng không? Bây giờ bạn nghĩ ra phòng game, ví dụ như bạn đỡ tạ cho nó thôi thì làm gì nó quýnh bạn. Không bao giờ có chuyện đó cả. Đó. Tất cả mọi chuyện trong phòng game nhiều khi nó là những vấn đề tiêu cực. Những vấn đề các bạn trẻ mới ra đời làm ăn chơi không đúng luật. Nên các bạn xảy ra nó mâu thuẫn tùm lum ra. Bạn không thể nào kiếm tiền trên cái business người ta được. Cái đó là cái luật nha các bạn. Không nói riêng gì BBT hay nói tất cả mọi cái business khác, bạn phải tôn trọng người ta. Bạn vô bạn đang đóng cái gói membership cho người ta, đúng không?
mà bây giờ bạn vô bạn giải BT trong dịch vụ phòng gym người ta là bạn sai rồi, nó đâm ra tòa bạn cũng chết thôi chứ luật nào xử bạn. Nhưng mà thường thì mấy thằng BT kia nó cay và nó gai, thì trong cái lúc mà nó kiềm chế được thì nó thường cẳng chân mà hạ cẳng tay thôi, xong rồi mặt mày phù này nó lên mạng đăng đồ bị BT nó quýnh đồ. Đừng nói như vậy, nó thật sự những trường hợp bạn đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bằng kiếm tiền trong business người ta. Bạn muốn làm BT nào sao đàng hoàng đi được nhận, còn chỗ nào dễ á thì bạn muốn dạy bọn nó thẳng với chủ đi. Tao nói chủ em á thì giờ em thấy em cũng đẹp, em nói chung em là BT thiệt em giấu, nhưng mà chỗ anh mang BT kia nó cùi quá thì bây giờ anh cho em dạy đi em chia anh. Hiểu đó, chủ nó chịu bạn dạy, còn nó chịu thôi. Ví dụ bạn lấy BT nhỏ kia một tháng 15 triệu, bạn nhả thằng chủ 5 triệu đi, nó vui như tết thôi, bà dạy thoải mái mày, đúng không? Còn đằng này bạn muốn ăn hết, bạn lãnh con nhỏ kia 15 triệu mà bạn ăn hết 15 triệu bạn không chia cho ai hết á, mà bạn còn nói xấu BT người ta nữa, nó thì ai mà chịu được, đúng không? Người ta phát triển một cái business ngon lành đàng hoàng để người ta kiếm khách, người ta kiếm tiền, người ta duy trì cuộc sống nuôi vợ nuôi con gì đó, ai biết bạn vô bạn ăn vậy đó. Có rất là nhiều cái hoàn cảnh đó xảy ra để rồi đáng tiếc, đúng không? Mâu thuẫn trong làm ăn này nọ kia đi dễ xô xát. Nên trong trường hợp đó có refund hay không, bữa nào bạn giả bộ bạn đi vô phòng gym bạn hỏi ba gai gì coi, bạn hỏi thẳng luôn, giờ con xeo em anh vô đây lỡ anh dạy người ta anh có bị quýnh không em? Anh xong còn cái vụ này nữa nha, cái vụ này dễ bị đuổi nè, mấy em phải cẩn thận. Vô phòng gym có cho cô gái không? À, có thằng đi tập chỉ để cô gái thôi, nói thiệt với bạn. Và có những con gái nó đi tập chỉ để đẻ trai thôi. Thì mình phải hỏi thẳng với sale đi, giờ anh má giờ cho ghim anh Duy Nguyễn gái mong to nhiều quá cho cô không? Cái này nhạy cảm mà, tùy chỗ nha. Ví dụ bạn cua người ta, bạn quấy rối người ta, ta nghĩ sao? Phong ghim mà nó tập, nó ghét thằng đó, nó nghĩ à, nó không ghét chủ mà nó ghét thằng tập trung, cái đó nghĩ. Tự nhiên vì bạn mà tôi bắt đóng khách, bạn vô bằng bá là bằng cua, cua ghét nghĩ hết trơn, còn mình bằng tập rồi, đúng không? Cái đó bằng đập nữa nha. Nói chung là gym nó phức tạp đó. Vô phòng gym thì sống biết luật chút đi mấy ông nội, thấy không? Tập lo tập thôi, có gì đó thì cua gái thì thật sự chút, chứ nhiều khi mà thấy mong má nào cũng dựng đứng như đó anh nghe. Nhưng mà tụi em phải cư xử cho nó văn minh. Đó là nội dung truyền tải trong video ngày hôm nay. Cảm ơn tụi em đã theo dõi, bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cười gì, đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.